dân tộc Chăm đã tạo nên bản sắc văn hóa riêng, độc đáo, phát triển rực rỡ, bắt nguồn từ nền văn hóa Sa Huỳnh. Văn hóa dân tộc Chăm là bộ phận không thể tách rời của nền văn hóa dân tộc Việt Nam, mang sắc màu riêng trong sự thống nhất của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm, chỉ đạo, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, đồng thời với việc phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có dân tộc Chăm. Những đền tháp, tài sản vô giá, quý báu của dân tộc Chăm được thế giới vinh danh, nhà nước tu bổ, bảo tồn, phát huy các giá trị, các lễ hội đặc sắc gắn liền với đời sống tâm linh, tín ngưỡng, lao động sản xuất được duy trì, phát huy trong cộng đồng, trở thành nét đẹp, bản sắc văn hóa của dân tộc Chăm. Những nghề thủ công truyền thống đang góp phần đảm bảo đời sống, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc Chăm. Diện mạo và đời sống văn hóa kinh tế của các làng Chăm đã có những chuyển biến, thay đổi hòa nhịp với sự phát triển chung của đất nước. Trong không gian linh thiêng của các đền tháp, tiếng kèn Saranai réo rắt, tiếng trống Baranưng sôi động, nhịp nhàng với các điệu múa truyền thống, sắc màu trang phục đặc sắc, các trò chơi dân gian sống động cùng sự khéo léo, tài hoa của các nghệ sĩ, nghệ nhân dệt, nghề gốm đặc trưng sẽ được hội tụ và lan tỏa trong không gian văn hóa Chăm. Những giá trị đặc sắc đó qua chính khối óc, bàn tay của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên của dân tộc Chăm đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc sẽ được tái hiện một phần tại ngày hội văn hóa thể thao và du lịch vùng đồng bào Chăm Ninh Thuận năm 2012. Thưa các quý vị, Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm năm 2012 được tổ chức đúng vào dịp lễ hội truyền thống KT của dân tộc Chăm sẽ càng nhân lên giá trị, sức sống của văn hóa Chăm trong văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là dịp giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, quảng bá giới thiệu với dân tộc Chăm, mà còn là dịp có thêm những nghiên cứu, hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc Chăm. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mong tiếp tục nhận được sự tham gia phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các địa phương, sự cộng sức đồng lòng của chính chủ thể văn hóa dân tộc Chăm trong sự nghiệp bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc, và cụ thể tại Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm Ninh Thuận năm 2012. Thưa các quý vị, dù có muốn nhưng chúng ta không thể tái hiện đầy đủ nét đặc sắc văn hóa Chăm tại ngày hội. Chúng tôi hy vọng Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm Ninh Thuận 2012 sẽ làm gần hơn được khoảng cách địa lý, thấu hiểu hơn tình cảm, nên chặt những giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh thành trong cả nước tiếp tục phát huy, tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, tương hỗ kinh tế, góp phần giúp nhau cùng phát triển. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh thành, các đoàn